Câu hỏi đầu tiên, lúc tranh cãi, đàn ông không thích nhất hành động nào của phụ nữ? Mời Vy Dạ. Nói nhiều. Dạ, đó là động tay động chân. Nghe có hơi ngược ngược không anh? Ngược quá. Sao kỳ vậy ta? Nói chung không ai thích cái hành động đó chứ. Động tay động chân. Động thủ. Động thủ. Nghe là thấy ngược rồi. Mời anh Thịnh. Trong lúc cãi nhau thì thường đàn ông không thích cái cử chỉ và chỉ vào mặt mình. Đàn ông không thích cái hành động chỉ vào mặt mình của phụ nữ. Mình dùng từ coi thường đi, đúng không? Đúng rồi. Coi thường. Vy Dạ trả lời tiếp, cơ hội thứ hai. Lớn tiếng. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Đó là hành động lớn tiếng, nạt nộ. Có nghĩa là thô lỗ. Thô lỗ, cãi ngang ngược. Thô lỗ, quát mắng. Yeah. Cãi ngang ngược. Vâng, cảm ơn em. Trong các cuộc tranh cãi thì phụ nữ lâu lâu á hay bị quạo lên rồi cái cãi ngang luôn, không cần nghe gì nữa hết. Em không bao giờ nhận lỗi về mình. Bạn trai em mới vừa nói câu anh nhớ lại là em băng một câu. Anh nói gì, nhắc lại chuyện cũ hả? Em phát hiện ra từng câu từng chữ mà em có thể bắt lỗi lại để em đổ lỗi cho bạn trai của em. Để làm gì? Để em không có cái lỗi của em nữa mà bạn trai em chắc chắn sẽ quên đi cái lỗi của em trước đó của em mà nhận cái lỗi đó của mình. Đợi em nguôi giận đi, lúc đó em sẵn sàng nhận lỗi. Nhưng mà nhiều lần quá rồi anh hiểu không, người ta cảm thấy tổn thương. Đôi khi nó thế này nè em à, hiện nay người ta đang nhịn được và em đừng nghĩ rằng là người ta nên sưng lên hoài. Được sinh ra để chịu đựng. Một ngày đẹp trời em chợt nhận ra và em học được bài học của cái sự nhận lỗi thì người ta lại không còn đủ bao dung để ở lại. Không, đã rồi anh, đã rồi. Đã có một khoảng thời gian xa nhau rất là lâu. Thời gian gần đây á thì mà em kết hợp lại với bạn em á, em thấy rằng ở những cuộc cãi lộn nó không còn quá là thắng thua nữa. Tiếp tục nào, mời Thu Thủy. Bỏ nhà đi. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Cũng có thể. Cái gì mà nó nè? Bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đúng không? Bỏ ra ngoài. Không thích phụ nữ, bỏ đi. Có 10 điểm. Đúng rồi, hỏi cái đòi ẵm con về ngoại. Ẵm con về ngoại. Đúng rồi, thì đó. Đúng không? Thiệt chứ. Còn Mâu Thủy thì sao em? Em nghĩ là lôi kéo gia đình vào binh vực, ví dụ giống như con cái hay là ba mẹ mình ở chung. Đúng, cái này hoàn toàn hợp lý, lôi người thân vào binh vực. Wow, cái này không dễ có. Trời, cái đầu tiên nó dễ quá mà chị em, thiệt cái đầu tiên là tôi nói thiệt á. Gợi ý, tôi sợ nhất luôn á, tôi nói thiệt á. Anh gợi ý đi anh. Anh không biết nói nhưng mà anh sợ lắm luôn, thì nó khủng khiếp, tôi ghét cái này nhất trên đời. Khóc không nói được, cái gì khóc thôi. Khóc. Khóc mình không nghĩ ra ha. Bị rối. Khóc. Yeah. Im lặng và khóc. Im lặng khóc, đàn ông sợ lắm. Khóc cái quýu không biết nói gì. Tự nhiên cái mình thấy mình sai. Tự nhiên cái trời sao gì khổ vậy trời, sao thấy tôi sai dữ vậy, cái ngồi không nói gì, cái ngồi mà không nói thì mình điên. Ấm ức mà, tại vì nhiều khi không người ta sai. Không nói để mà càng nói càng ngày... khóc. Càng nói càng khóc. Rồi không giải quyết được gì, xong rồi chôn đó, xong càng ngày càng lớn chuyện hơn nữa. Đó. Đó. Ê, tôi nguy thấy hiểm lắm giờ phải cộng điểm lại. 10, 60 rồi. 60 rồi. Một câu nữa là dính nha. Tiếp nè. Sao? Cãi không được rồi đòi chia tay. Ly hôn. Cũng đúng luôn. Hâm dọa. Hâm dọa. Đòi chia tay. Những cái mình nói là đúng, nhưng mà vô tình nó chưa có đúng khảo nhiều sát. Người đồng tình nhất thôi và chưa có đúng cái khảo sát đó thôi. Mời Mâu Thủy.
nó phải liên quan đến cái gì đó không thuộc về hai người. Em cũng chỉ im lặng thôi. Cái gì mà nào ông ghét kìa? Cái gì mà Thủy thấy là khi mà bạn trai Thủy ghét Thủy phải làm cho bằng được á? Nếu mà phụ nữ người ta biết đàn ông ghét thì người ta đâu có làm em. Vậy mới thi. Trời ơi, cái lúc mà tức lên là mình muốn làm cho những cái điều người ta ghét mà. À, nhắc lại chuyện cũ. Cái gì? Nhắc lại chuyện cũ. So sánh với một người đàn ông khác à? So sánh đối phương với một người khác. Hai. Đúng. Hai. Cãi không được. Hai. Em hay vậy lắm. Nhắc lại chuyện cũ. Lôi người yêu cũ ra so sánh. Vâng. Và 14 điểm nữa là 74 điểm. Đội nam khỏi trả lời. Chúc mừng đội nữ. Và đáp án cuối cùng của chương trình là gì? Xin mời. Xí nhục không? Không bao giờ chịu nhận lỗi. Cũng khó lắm, tại vì em thấy hầu hết cả nam lẫn nữ luôn á, ít có ai mà có thể nhận lỗi. Đúng rồi, cũng ghét cái này là đúng rồi, nhưng mà đàn ông thì ghét nhiều hơn, tại ít ra thường đàn ông ở trong gia đình khi mà nói chuyện á, người ta thiên về lý lẽ nhiều hơn, còn phụ nữ người ta chỉ thiên về cái cảm xúc là muốn được vỗ về thôi, ngay lúc đó thôi. Phía mấy anh nè, cái điều mà các bạn thật sự không chịu được, các bạn ghét khi mà các bạn phải tranh cãi với phụ nữ nè, đó là cãi ngang ngược. Bởi vì lúc đó thôi thà mình nhận sai chút đi, lát quay lại nói chuyện xong. Lúc đó thực sự nói với chị em phụ nữ thực sự rất là khó. Và mình nghĩ lúc nào cũng im lặng, giống như trường hợp vừa rồi khi chị Thủy nói với em là thôi em im cho xong. Nhưng mà có bao nhiêu người phụ nữ đủ bình tĩnh mà nghe bốn từ đó trong lúc đấy? Ông dù sao mình nghe vậy, khi mà người phụ nữ nghe được câu đó thì người ta sẽ bình tĩnh. Đàn ông họ, tại vì họ sợ là khi họ làm xong ấy, cái lời lẽ họ tung ra, phụ nữ người ta ghi vào trong lòng và sâu hơn đàn ông rất là nhiều. Và họ rất là ngại nói lúc đó. Thật sự đôi khi một số phụ nữ chưa học được bài học của sự lắng nghe và chậm lại một nhịp. Nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề như thế này, đó là khi mà người đàn ông nói á, người phụ nữ lắng nghe. Nhưng mà cái điều mà mọi người lắng nghe là lắng nghe những cái lỗi sai của những người đàn ông nói. Thay vì là lắng nghe để hiểu nhau hơn thì lắng nghe coi mình lỡ miệng mình nói sai cái gì là để lấy cái lỗi đó cái bắt đó. Ngược lại. Đúng luôn. Còn anh Thịnh thì sao? Theo anh thì cãi nhau là cái chuyện nó cũng bình thường. Nhưng mà có những cái câu nói nó làm tổn thương hơn cả những cái cử chỉ thái độ, với những câu là anh là cái thá gì. Cái câu đó nếu như mà phụ nữ có đúng đi nữa, đàn ông cũng không chấp nhận. Câu thứ hai đó là anh nhìn người ta kìa. Cái câu cuối cùng nữa là mang con cái ra để gây áp lực. Đó là ba điều mà tôi nghĩ đàn ông nào cũng ghét. Không được đụng đến cái sĩ diện tối thiểu của đàn ông. Anh là cái thá gì là không bao giờ đàn ông chấp nhận. Nói ra cái câu đó coi như là xong rồi. Bởi vì thưa quý vị, là trong cuộc sống nó có những cái câu á mà quý vị đừng có nghĩ là mình nóng mình được phép nói. Đúng. Có một loại câu nóng nói nhưng tha thứ được. Có những loại mẫu câu nóng, thậm chí đang ở bất cứ trạng thái nào nói ra là không được. Trước khi mình thốt nó ra đó, mình nhắm cái người này mình còn muốn xây dựng hay không, muốn quề hay không thì hẳn nói. Dạ. Có bao giờ em đã lỡ miệng em nói ra một cái điều gì đó mà em khiến anh Đạt của em cảm thấy hơi tổn thương không, mà em cảm thấy bây giờ em hối hận không? Em nghĩ là trong 10 năm chung sống thì chắc chắn sẽ có. Chắc là so sánh chồng em với người khác. Đó là cái mà như anh Thịnh đã nói, không có người đàn ông nào chấp nhận được đó. Bởi vì đó là sĩ diện của đàn ông. Vậy tại sao em so sánh? Em so sánh bởi vì em muốn chồng em nhìn thấy được những cái đó và để cố gắng hơn nữa. Chứ không phải là mình so sánh là để mình hạ thấp chồng mình. Đối tượng em so sánh là ai? Thì đương nhiên phải là những người nào đó hơn chồng em. Về... thường là công về việc. Tài năng hay là kinh tế hay là... Dạ, cái em cần nhất ở chồng em là công việc công và việc. Là sự nghiệp. Em nghĩ điều đó có hợp lý không? Thật sự nếu mà nói hợp lý thì em nghĩ chắc chắn sẽ là không. Tại vì mình
Khi mà đã so sánh thì chắc chắn người ta sẽ tổn thương, và bản thân mình cũng không muốn mình bị đem ra so sánh với bất cứ ai. Nhưng mà tại vì nó vô cái thế bị gọi là đường cùng rồi đó. Anh nghĩ rằng là em cũng không muốn Đạt so sánh em với một cô nào đâu. Dạ. Bản thân so sánh luôn luôn là khập khiễng. Thay vì em dùng cái mẫu câu là chồng người ta vậy 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 thì dạ, em nói hẳn ra yêu cầu của em. Dạ. Bây giờ Thu Thủy nè, Thủy nghĩ đi, là bản thân mình thường mình phạm vào cái điều gì làm tổn thương đàn ông nhiều nhất khi tranh cãi? Thủy bị một cái chuyện là mình hay đem cái chuyện cũ ra để mình nói. Thủy có thay đổi được không? Phải thay đổi chứ không phải là có thể nữa, bởi vì cái đó nó không giúp được cho cái mối quan hệ nó phát triển lâu dài được. Sống ở hiện tại và mình xây dựng nó cho nó tốt. Nhưng mình không nên đem chuyện quá khứ ra để mà mình dằn vặt nhau hay là mình nói như vậy, thì nó làm tổn thương cho cả hai luôn, chứ không chính phải là cho vậy, bản thân mình nữa. Mọi thứ nó đều phai nhạt dần theo thời gian. Thành thử ra đừng so sánh, hãy tập chấp nhận. Và thay vì các bạn thấy là cuộc tình các bạn không còn chất lượng nữa, nâng cấp đi mấy bạn, đầu tư đi mấy bạn, biến đổi mình tí, làm cho người ta vui hơn. Em không thích nhất cái điều gì mà khi gây lộn với chồng em? Đó là lôi chuyện cũ ra nói. Vì? Vì đó là đàn ông, không nên lôi những chuyện cũ ra nói. Cái gì mà mình đã chấp nhận cho qua thì hãy cho nó qua đi, lôi nó lại làm gì? Đúng, một là đừng tha thứ. Dạ. Nhưng đúng, mà bởi vì đàn ông là phải bao dung. Em có một cái ý kiến này, có nghĩa là đúng là mình có thể chấp nhận mình cho qua, tuy nhiên là cái đó, cái gai đó nó vẫn nằm ở đó, và cái điều đó nó cứ sẽ lặp đi lặp lại hoài như thế đó, thì làm sao mà nếu như nó không được giải quyết thì sẽ không bao giờ có cái chuyện đó mà... là vấn đề là đàn ông không nên nhắc lại cái chuyện cũ đã được giải quyết. Một, đừng tha thứ. Hai, tha thứ rồi thôi đừng kể lại. Đàn ông lôi lại nó dở lắm. À, đúng rồi. À, còn cái gì mà như mà ST nói là nếu chưa được giải quyết thì thật sự là phải nói lại. Dạ vâng. Thưa quý vị, là